Ôi dính được con cá rồi các bạn ơi, hên quá, lên tới đây thả cái dính liền. Mà không biết kéo lên đó được không nè. Được không? Ồ. Cái gì vậy? Cá chấm. Ồ. Ồ, kéo vô thẳng vô luôn các bạn. Chuẩn bị để đi câu cá nhưng mà không biết có cá hơn thôi ha. Có câu cá nè các bạn, mình đi qua giống như một cánh rừng nhỏ ha, trong đó là cái suối đó. Ở đây là hên là mình không có đi bộ nhiều, chỉ băng qua đường là tới. Kìa cái ông đi câu cá tới kìa, trang bị thì đầy đủ đồ nghề lót nhưng mà không biết có cá không đây. Ok, đi coi các bạn để xem có cá không không. Hình như em chưa tới đây lần nào hả? Chưa. Hình như chưa tới đây. Mình đây là lần đầu tiên mình tới đây các bạn. Xã mình từ đi mỗi năm mình tới. Mình chỉ đi trên kia một hai lần nữa. Nói chung năm nay mình đi hơi nhiều rồi tại vì mình muốn quay video cho các bạn xem đó. Thường ok, mình đi một đường mình nên coi coi sao ha, mình tham quan cái đã. Ở này là ta câu ta đứng đó hả? Ờ. Ở đây thì không, nếu mà nước nhiều như vậy á, mình không cần lội ra ngoài, mình cứ đứng trong đây. À, quá trình nước chảy luôn các bạn, cứ xuống. Tại vì nước ở ngoài nó chảy rất là mạnh á các bạn, cho nên cá nó chỉ lội ở mé trong bờ thôi không. Mình đi dọc dọc xuống dưới để mà kiếm chỗ để câu á các bạn. Đó là giống như đi trong cái rừng đúng không? Ở ngoài kia là cái đường lộ đậu xe. Còn bên tay phải mình á là cái suối. Khi mà mưa lớn á, mấy cái này nước này nó tràn lên đây hết là câu cũng được luôn các bạn. Ồ, mưa lớn nước tràn tới đây luôn hả? Lớn á, là nó sông á, nó kéo mấy lá là mấy cái nhánh mấy khô này nè là câu không được luôn. Lúc đó là nước to. Ừ, cũng mong tới ngày đó cho nhanh khỏi câu ha. Cái này câu được không xã? Thường thường á, bây giờ nước á rất là nhiều rồi các bạn, mà chỗ đây á thì nước nó chảy cũng rất là mạnh không. Thường thường á mình câu ở mé ngoài bên răng mà giữa chút xíu á, nhưng mà bữa nay nước chảy rất là mạnh cho nên không có dám lội ra. Nó trôi luôn á, nếu mà mình xảy chân thì nó trôi á. À. Cho nên mình sẽ kiếm chỗ khác câu. Thường thường nó đứng thấy cái đám này đó không? À. Với lại bây giờ nước đám nó... này kia đó các bạn, nó bị đổ. Bây giờ nước nó trời đang mưa cho nên nước nó đục. Cho nên cũng khó câu không? Có nhà câu được không? À, cái chỗ này á thì ít có ai lại câu lắm các bạn. Nhưng mà mình thích câu chỗ này. Nó ít nha, nó vắng nhưng mà nước nhiều như vậy á mình câu có thể đây có cá, nó ít cá thôi. Nhưng mà một mình câu thì đủ rồi. Ông xã mình đã chuẩn bị cần để câu các bạn ơi. Ở chỗ này á bây giờ á tại vì nước á chảy mạnh quá thì cá nó vô méo bờ xong không. Cho nên mình câu á mình không cần phải chạy ra xa. Nhưng mà đá nhiều có bị dướng không cả? À, thì nó ở đây nó hơi khó câu chút tại vì nhiều cây á, với lại mình cây ở đây mình câu cái phao nó thấp xuống tại vì nước không có sâu. Cái phao các bạn mình kéo thấp xuống tại vì nó không có sâu á, mình cho làm sao từ cái phao tới cái lưỡi là đụng cái đáy là vừa phải không? À, mình thử đây nó khoảng ngắn này hay là cao lên chút xíu hôm nay chứ không có cao dữ không. Ok mình thử ha. Ok, phải là này mấy con chim hải âu nè các bạn, nó bay nó đi kiếm mấy cá là nó ăn á các bạn.
nhiều lắm luôn á, mình nó không có bay, đang nghỉ mệt chứ có mấy con bay thôi. Mình chờ ông xã mình câu cá mà lâu quá không có, mình đi vòng vòng quay cho các bạn xem luôn ha. À, bây giờ đã cuối thu rồi các bạn nhìn những cái cây này á, nó rụng lá hết trơn rồi, trụi luôn á. À, rụng đầy ở đây nè. Chỉ có những cây thông á thì nó mới còn lá thôi các bạn. Nè, những cái thông này thì nó chịu lạnh được cho nên nó còn lá mà nó đóng rêu đầy luôn á. Mấy bên kia là con suối các bạn, có cái ngôi nhà kìa. Ngôi nhà này nhỏ nhỏ thôi à. Có những người Tây họ thích sống giống như là yên yên tĩnh đó các bạn, cho nên họ thích sống ở trong này ha. Trong này thì rất là xa chợ búa ha, thị trấn. Mỗi lần đi chắc mình nghĩ cũng cực khổ nhưng mà được cái yên tĩnh. Mấy người mà lớn lớn tuổi đó, họ thích sống ở đây ha. Để kế bên cái con suối này nữa, nhìn cũng rất là thơ mộng. Nhưng mà mùa đông chắc buồn lắm, lạnh nữa các bạn ơi. Đó, bên đó có cái nhà đó. Mình nghĩ chắc thường Tây nó thích sống ở đây. Các bạn thấy ông xã mình đi câu cực không các bạn? Phải lội ra nước vậy đó, mà trời thì lạnh ha. Trời chỉ có 10, 11 độ C thôi các bạn. Đó, phải lội ra vậy đó. Cứ luyện luyện kéo kéo vậy đó. Mà sao tham ghiền dễ sợ luôn á. Mà câu về đôi khi cũng không có ăn các bạn, cho hết trơn à, nhưng mà mê vậy đó. Ảnh cực xong ảnh hành mình thêm luôn các bạn ơi, bắt mình đi theo mệt quá. Và bên kia có một đàn ải âu kìa, phải nó bay lên mình quay cho các bạn xem, à, đẹp quá. Coi nước vậy chứ rất là sâu nha các bạn. Và đá nữa đó. Nếu mà mình đã trượt chân té rất là nguy hiểm. Cho nên mình sợ mình chỉ đi sát sát mé thôi, không dám ra xích bên ngoài. Tại sợ nó bị nước đó, nó mạnh quá, nó làm mình trôi đi luôn á. Đừng có ra xa đó. Nhưng mà anh mặc bộ đồ đó thì nó không có thấm nước nữa mà cũng lạnh á. Đi sát sát mé thôi. Rồi nước này chảy rất là mạnh cho nên cá thường nó dồn hai bên mé. Tại vì chính giữa nó sâu và chảy mạnh á. Cho nên thường mình câu gần gần mé xíu vậy nè. Cái này mà phải trời ấm mình dẫn hai đứa nhỏ mình xuống đây cho nó lội nước này, nó mê lắm luôn các bạn. Nhưng mà trời lạnh quá thôi mình không dẫn nó đi nữa. Ồ nó mê mà xuống đây là lội vào cái suối này nè, rồi lượm đá rồi đó, nó mê lắm luôn. Rừng á các bạn, có nhiều cái cây này lắm nè. Mà cái cây này á, nhầm người á, họ đi vô đây nè, họ hái cái cây này nè, họ về cái bắt đầu mà mình bán cho cái chỗ mà nó cắm bông đó các bạn. Đó. Rồi xong rồi bán cũng được nhiều tiền lắm các bạn. Mà làm cái việc này thì nó hơi cực chứ hơi lạnh ha. Cũng có nhiều người Việt mình làm cái nghề là đi, ta kêu là nghề hái lá đó các bạn. Là lá đó đó. Với những cái lá khác nữa, những cái lá bông kia, những bông này là, cái lá này là thường tại vì nó mọc quanh năm đó. Cho nên người ta hái rất là nhiều ha. Có cá chưa về chưa ông xã ơi? Trời ơi. Thôi mình câu chừng 10 phút nữa ở đây ha. Mình không có cá, mình đi xuống dưới mình thử chút nữa là mình về ha. Ok. Mình về mình bắt công chuyện cho nên mình không có câu nhiều. Ôi. Thôi mình không có cá thôi, mình qua bển mình bắt mấy con chim nó về ru ti đơn xã coi kìa. Quá trời đẹp kìa. Ồ, các bạn thấy không? Ờ, hải âu nó bay lượn á trên cái con suối. Tại đá nhiều hả? Đi bắt mấy con chim nó về ru ti đi. Kìa. Bắt mấy con chim nó về ru ti. Bắt đi. Không có cá bắt chim ru ti đỡ các bạn. Đó, ở đây. Mình câu dính được con chim á. Dính chân đó thôi. Ở đây nó nhiều lắm mà không ai bắt hết trơn. Thì bữa mình thải qua cái nó bay ngang á. Nó dướng vô chân. Rồi sao nó té hả? Ok, thải một cái nữa không có về không. Ok. Cái nữa thôi đó. Không xả. Ồ, dính cá rồi các bạn ơi. Mà ở đây đá không mình nghĩ cũng rất là khó kéo vô nha. À, rồi, xảy rồi. Tức lửa hả? Rồi. Ổn không?
Tại vì đây đá không các bạn ơi, rất là khó kéo vô, chứ không phải chỉ là nước nó chảy mạnh xiết quá đó, làm cho con cá nó cũng có cái sức hơn ha. Coi như nãy giờ xảy hai con à. Về chưa ông xã ơi? Ok ơi. Giờ mình xuống dưới mình thả một cái không? Ok. Thả một cái ha, là mình về. Ok. Ồ, cái chỗ này là chỗ cá nhiều nhất nè các bạn, mà người ta câu ở đây cũng rất là đông luôn ha. Nhưng mà câu ở chỗ này khó câu các bạn. Chỗ này đông quá chắc cũng khó câu không xã? À, trời đông luôn các bạn. Mà chỗ này nhìn đẹp quá ha. Mà nhiều người quá chắc cũng khó câu. Ồ, có cái ông này ông dính cá nè các bạn ơi, ông đang kéo nè, rất là khó luôn. Ờ, ông kéo là được lên bờ rồi. Qua trời đông bữa nay. Ồ. Muốn câu đây thử hả? Thử này coi. Hả? Anh câu thử chỗ này chút không? Ok, chút xíu thôi đó. Hãy về á. Chút xíu thôi đó. Ok, thử chút coi, không có về. Ok. Quá trời đông người câu luôn các bạn. Tính lợi ngay chỗ đó câu mà đông quá, cho nên thôi mình lên chỗ này thử có cá không. Mà mình thấy chỗ đó ai cũng câu nhiều cá ghê nha. Mà nhiều người họ câu xong rồi họ bỏ xuống các bạn. Như họ họ đủ rồi đó. Ồ, chỗ này nhìn đẹp quá nè các bạn. Phong cảnh nhìn rất là đẹp ha. Có nhiều người phụ nữ đi câu luôn ha các bạn. Mình thì không mê cái này rồi. Hả? Ôi dính được con cá rồi các bạn ơi, hên quá, lên tới đây thả cái dính liền. Mà không biết kéo lên đó được không nè. Được không? Ồ. Cái gì vậy? Cá chăm. Ồ. Ờ, kéo vô thẳng vô luôn các bạn. Dạ, nói chung là cũng có thu hoạch chút xíu ha. Vậy là đi về được rồi phải không? Ờ. Nói chung bắt lên là phải đập đầu nữa ha. Okay. Rửa nó cái đi. Cái này cá chăm thôi các bạn, để về làm chả chứ không phải cá đỏ để. Rồi về chưa? Anh thả cá nữa đi. Trời ơi, nó đựng con rồi về chứ. Kiếm cá cô hồn sao? Ôi, mệt quá. Em dính nữa hả? Dính nữa. Ồ, ở đây sao nhiều cá quá ha, dưới nãy sao cực khổ vậy? Ồ. Học bà hả? Học bà. Rồi dưới lên ngọn cây luôn. Giật ở đây cây nhiều các bạn, mình giật mạnh cái nó bung cái nó dưới ngọn cây. Mình thích cái không cảnh này quá. Cái này trúng chỗ cái nó cá dữ lắm. Hả? Trúng ngay cái ổ rồi đó, nãy giờ mình thấy anh giật có trúng hoài các bạn ơi, nhưng mà kéo lên không có được ha. Tại vì đá không à. Nhiều người dính cá lắm luôn các bạn ơi, mình thấy tao giật quá chừng kìa, kéo lê thê luôn. Có nhiều phụ nữ cũng đi câu luôn nữa. Cái bà này, bà Tây, người Tây. Ờ, các bạn thấy đông vui không? Một con đi về được ông xã ơi.
Trời ơi, ảnh mà câu ảnh mê dữ luôn các bạn ơi, không chịu về nè. Dính nữa hả? Ồ, dính cá nữa các bạn ơi, đó. Mà rất là khó kéo vô, nãy giờ dính hoài mà khó kéo vô quá đó. Trời. Ở đây nước chảy rồi nó mạnh nữa các bạn, ra cái nước đó, nó chảy mạnh là... Quay không? Hả? Có. Có dính con đó không? Hả? Có quay con đó không? Có. Nhưng mà nó chật rồi. 10 cái nữa không? À, nãy giờ 5 cái rồi. 10 cái nữa về. Nhanh lên nè. Xong rồi chuẩn bị đi về các bạn ơi, không câu nữa, 3 giờ rồi. Hôm nay chỉ được con cá trăm thôi ha, các bạn không có cá câu hồ không? Chưa có. Mình sẽ làm con cá này móc ruột ở đây không? Về nhà mình phải đỡ tốn làm cá ở nhà không? Tại vì ở nhà nó chật chội á, khó làm lắm. Nói chung là cũng có thu hoạch bữa nay các bạn, được con cá này về làm chả cũng được. Cá này thì làm chả rất là ngon ha các bạn. Cá này làm chả ngon mà chỉ có cá hồi loại này làm chả được thôi các bạn. Những cái loại khác đều không làm chả được. Hôm nay mình đi kiếm cá khô hồ mà không có khô hồ. Ok thôi mà ngỡ con cá này luôn đi. Cá này chắc có đực, không có trứng quá ha. Phải móc ruột mới móc mang bỏ hết luôn đi. Các bạn anh có cái dao. Dao này rất là bén luôn á, để bằng cá. Ây da. Cá đực có cá cái vậy? Cắt cái răng nó luôn đi, coi chừng đứt tay đó, coi chừng cá đực quá. Coi chừng nó cắn cái tay nó bị trầy rồi. Cắt cái mỏ nó luôn đi. Rồi xong rồi nè các bạn ơi, anh giơ cá lên đi. Mần được xong con cá rồi các bạn. Ok, mình bây giờ bỏ vô mình đi về. Dỡ lên cái đi. Đây. Nói chung hôm nay thì vợ chồng mình cũng có thu hoạch. Okay. Thôi tạm biệt luôn đi. Ok, bye các bạn không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi không? Hẹn các bạn video kỳ tới không? Dạ, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Xin các bạn thích sẽ bấm like, chia sẻ để đăng ký để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Chào. Bye các bạn. Hy vọng kỳ tới sẽ có cá cô hồ cho các bạn xem không? Mong là như vậy. Cảnh này rất là đẹp các bạn.